Xin chào mọi người, mình là NOVE đến từ No Sleeping. Quay trở lại với câu cá theo yêu cầu Fishing Life. Hôm nay chúng ta sẽ tới với tập 23. Let's go. Bạn Tiến Legend: chào anh, lại là em đây. Trời ơi, công Tiến này, tập nào ông ấy cũng chào tôi. Và cuối cùng thì ông ấy cũng bắt tôi câu một con gì đây. Anh câu cho em con cá mập Megalodon nhé. Hi hi. Tiến ơi, anh nghĩ là anh em mình chỉ nên chào nhau thôi nhá. Xem bắt anh câu khó thế. Con cá mập này thì để mà câu được cá mập Megalodon ạ, thì các bạn phải câu được 5 em cá mập trắng nhá để triệu tập Megalodon. Dễ nhất thì các bạn qua biển thành phố giúp mình câu cá mập trắng trước. Sau đấy thì tiến lên chỗ cái cầu ạ. Đây, các bạn đứng ở chỗ cái cầu đây này. Mồi thì chúng ta vẫn dùng những thứ quen thuộc thôi. Bỏ qua cá dấu mồi 9 giây này. Bỏ qua cá dưới cấp 2 này. Chìm 2 này. Giọng nói của mình hôm nay không được tốt lắm, các bạn thông cảm nhé. Ok, sau đấy thì phun lực thôi. Chỗ này thì có một cái gia đình cá mập. Chúng ta sẽ bắt được cá mập trắng ngay thôi. Ngay đây thôi mà. Đây, nó đâu nhỉ? Đâu? Ủa, nó đâu vậy? Đây, nó đây này. Level 60 nhá, độ sâu thì rơi vào khoảng 35-40 mét. Giọng nói mình hôm nay thực sự không tốt lắm. Sau khi mà câu xong thì chúng ta sẽ đủ 5 con triệu tập được rồi, thì chúng ta sẽ qua biển và tượng nhá. Các bạn sẽ qua biển và tượng giúp mình. Sau đấy thì các bạn tiến lên. Các bạn tiến lên cái dương số 2. Biển tượng chỉ có 2 dương thôi mà. Đây có cái dương số 2 này, các bạn đứng ở dương số 2. Sau đấy là phần cửa tiệm thì chúng ta vẫn sử dụng những cái thứ quen thuộc thôi, không có gì thay đổi cả. Sau đấy các bạn vào triệu tập giúp mình. Đâu nhỉ? Đây, triệu tập cá mập Megalodon. Con cá mập này á, nó bơi ở tầm khoảng 30 mét thôi. Các bạn bấm phun lực. Sau đấy thì đợi chìm xuống khoảng 30 mét. Đây thì các bạn giật. Ơi, mình vừa thấy nó xong đấy. Giật nó quay lại bây giờ mà. Thôi ơi. Trời ơi, nó bơi đi rồi. Nào, tao dọn dẹp sạch chỗ này rồi đấy. Úi dồi ôi. Cay thế. Úi đấy, nó lại bơi lên trên rồi đấy. Cái lúc của mình xuống đây nói là hay quá. Level 60 nhá, bằng mấy con cá mập trắng. Độ sâu thì lúc thì 15, lúc thì 30. Đấy các bạn, nhưng mà các bạn cứ căn 30 mét là được. Ok nhá, tới Legend. Chúng ta tới với bạn Tomorrow Music. Câu con cá đèn lồng đi ông ơi. Tôi thi giữa kỳ xong rồi, làm phát lên TV cười. Tomorrow Music, các bạn có ai ở đây đang thi giữa kỳ không, hay là thi xong chưa? Cá lồng đèn thì coi biển khoa học nhá. Chúng ta sẽ qua biển khoa học. Làm bài có tốt không? 90 hết cả chứ. Chắc là thi online đúng không? Tiếp đến thì các bạn nhích thuyền lên một chút thôi. Đấy, các bạn nhích thuyền lên một chút. Cái con cá lồng đèn ấy, nó là con cá 2 sao thôi. Các bạn chỉ sử dụng cho mình cái dấu mồi 9 giây này thôi, không sử dụng cái gì khác. Chúng ta tiết kiệm. Sau đấy là quăng phun lực thôi. Cá lồng đèn ở biển khoa học nhiều lắm. Nhiều lắm Tomori ạ. Đời ơi. Nói là nhiều mà tôi đã câu được đâu. Trời đất ơi. Các bạn có nhìn thấy cái con cá lồng đèn màu đỏ không? Nó là con cá bống đấy. Còn chúng ta đang câu con cá lồng đèn màu xanh. Ui, phải tiến lên một chút nữa nhá. Mình tiến hơi ngắn, tiến lên một chút nữa các bạn ạ. Sau đấy thì phun lực. Tiến lên một chút nữa thì mới nhìn thấy con cá lồng đèn màu xanh. Đây, nó này. Cắn đi. Ui, tại sao có cá lồng đèn màu xanh mà cá lồng đèn màu đỏ lại cắn nhỏ? Con cá bóng chết tiệt, tao ghét mày. Tao đang câu cá màu xanh cơ mà, chúng nó đi một cặp với nhau à? Đỏ với xanh. Đây, chính hắn đây, level 93 nhá. Nhỏ mà có võ, bé tí bé tẹo thôi mà level 93 nhá. Ok nhá, Tomori Music. Bà Sàm Vlog. Đố anh câu được per em cho con cá đó. Trời ơi, đúng là bà Sàm. Với khác, bạn ấy bảo mình câu một con cá mà thực sự là nó quá là khó câu. Chúng ta sẽ qua hồ yên tĩnh nhá. Sau đấy thì các bạn bỏ hết mọi thứ đi.
Con cá một sao này nó ở ngay dưới chân mình này. Nhấp một phát thôi. Đây nó ở ngay dưới chân. Ui ôi, cá màu tím. Ui ôi, lại cá màu tím tiếp. Tôi chỉ muốn câu cá. Bơi em đây mà. Ui ôi, vẫn chưa được. Đấy, nói là dễ câu mà có câu được đâu. Ông chỉ gọi chém gió đây. Trời ơi. Nào, phát nữa, phát nữa. Ui, cái gì vậy trời. Đây, ok, được rồi này. Cuối cùng thì cũng được này, con cá bơm. Bà Sàm ơi là bà Sàm. Quỳnh Chi Hà. Anh câu cá rồng đỏ đi ạ. Em để ý, cá rồng hy vọng nhiều tiền nhất thì phải 9.999 tiền. Vậy hả? Con cá rồng hy vọng nhiều tiền nhất đúng không? Có phải không? Để câu cá rồng đỏ thì chúng ta trở về với Hải Đăng thôi. Cội nguồn đây, nơi sinh ra tất cả mọi thứ. Hải Đăng. Đây là một con cá 2 sao. Vậy nên các bạn sẽ dùng cái dấu 19 giây ở cái chìm 2 giúp mình thôi. Cá 2 sao thôi mà không cần dùng gì nhiều đâu. Tiếp đến thì các bạn di chuyển. Cứ di chuyển khi nào mà cái cần câu của chúng ta chạm Hải Đăng như này này. Đấy, rồi thì các bạn phun lực thôi. Mong sao là một chuyện sẽ tốt đẹp. Tại vì ở gần con chỗ con cá rồng đỏ có con cá voi xanh nữa. Đấy, tôi biết mà. Không ổn rồi, chúng ta sẽ dùng mồi 3 sao vậy. Dùng mồi 3 sao vậy. Gần cá rồng đỏ quá nhiều cá lớn. Không thể dùng mồi 1 sao được. Cay là cay thế chứ, đâu nó đâu rồi nhỉ. Đây nó đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục quăng phát nữa. Chắc là phải dọn dẹp con cá voi xanh đi thì mới câu được rồng đỏ đấy. Nào, 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 nào. Đây cá rồng đỏ đấy các bạn ơi. Mình câu được con cá gì lạ này. Cá gì đây? Cá giáp cũ à? Có ai yêu cầu câu cá giáp cũ không? Tôi câu được một con cá rất là lạ mang tên cá giáp cũ. Hiện tại thì tôi vẫn đang câu cá rồng đỏ nhưng mà vẫn chưa được các bạn ạ. Đây, câu được cả em cá voi xanh rồi đây. Mặt trăng thì vẫn đang chiếu sáng. Tất cả mọi thứ rồng đỏ, rồng đỏ. Lại con cá mập mặt quỷ. Nó lại phá mình. Như thường lệ. Nó lấy đấy làm niềm vui thì phải. Không có cái gì vui vẻ hơn là cái việc đấy. Là cái việc phá mình cả. Người ơi hãy nói cho tôi biết đi. Rồng đỏ ơi. Ok. Mẹ. Hết cá lớn rồi đến cá nhỏ. Cá vui nhộn chứ. Mày vui nhưng tao không có vui nhá. Mày cắn mồi của tao như vậy thì bảo sao mà tao vui được. Buồn cười thế nhở. Đây. Ok. Level 22 nhá. Tại vì nó ở Hải Đăng nên level nó rất là thấp. Độ sâu được khoảng 30 mét thôi. Ok nhé bạn. Quỳnh Chi Hà. Chúng ta lại tới với một bạn nữ tên là Quỳnh nữa. Quỳnh Như dễ thương. À không, bạn tên là Như chứ. Đẻ con. Được cá voi xám. Được cá voi xám sao? Bạn này bạn nói cái gì đây mình không hiểu lắm. Ý bạn là bảo mình câu cá voi xám á? Nhưng bạn có bảo mình câu đâu đúng không? Ok nha bạn Quỳnh Như dễ thương. Xin chào và hẹn gặp lại bạn sau. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng ta tới với bạn Ngân Game Minh. Anh ơi anh câu cá trực thăng đi ạ. Mau lên tivi, em bình luận nhiều lắm rồi. Bình luận nhiều lắm rồi vẫn chưa được lên tivi à bạn Ngân. Sao tôi nghe có cái mùi xạo xạo ở đây nhỉ? Hình như tôi đã câu cho bạn Ngân này một vài lần rồi. Để câu được cá trực thăng thì chúng ta lại qua biển cổ thôi. Đây sẽ vào biển cổ nhá. Sau đấy thì các bạn sẽ đi di chuyển mắc cho mình. Mắc di chuyển. Cá trực thăng cũng không phải là khó câu đâu. Mình câu nó cũng khá là nhiều. Mà các bạn xem mình câu cá trực thăng chắc cũng nhiều rồi. Nếu các bạn xem mình nhiều thì chắc chắn là sẽ biết là mình câu cá trực thăng khá là nhiều rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng những thứ cần thiết thôi. Và cái quan trọng nhất chính là mồi đỏ, mồi 4 sao. Nó rất là tốn kém các bạn ạ. Ui dồi, tôi hết sạch luôn này. Nó rất là tốn kém. Ui hết tiền rồi, còn có 7.000. Bắt buộc phải câu được cá trực thăng ở trong cái tơn này. Tại vì mình hết sạch tiền rồi. Mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Đây con cá mú chết tiệt, nó phá mình. Đây con cá trực thăng đây. Các bạn đang thấy cá trực thăng bơi phía tay trái đúng không? Chúng ta thấy cá trực thăng bơi phía tay trái nên chúng ta sẽ lùi thuyền lại một chút nhá. Ok. Phun lực. Mong sao lần này sẽ chạm mặt được cá trực thăng luôn. Tiền bạc thì không còn nhiều nữa rồi. Nào nào thôi em xin các anh. Đây ồ ngon. Level 100 nhá, độ sâu 50m, 55m đấy. Ok, một con trực thăng rất là hoành tráng, một con cá cổ đại. Ok, bạn Ngân Gaming cũng là bạn cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Tập 23.
Bạn nào muốn mình câu cá gì thì để lại một cái bình luận ở dưới tập 23 này nhé. Mình sẽ tổng hợp lại và sẽ làm cái tập 24. Vậy nhá, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye. Cảm ơn tất cả mọi người nhá, đã theo dõi mình.